pháp cú 157. Nếu biết yêu chúng ta phải kéo vào quỷ mình, người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức. Thì cái tự ngã, là một cái từ nó phổ thông, rất là phổ thông ở trong kinh điển của Đức Phật, nói về cái ngã, cái vô ngã rất là nhiều. Thì ngã là cái gì? Thì mỗi người ta sẽ quan niệm về một cái ngã, hay là ngã là cái ta, hay là người ta cho rằng cái bản ngã của là cái bản thân của mình, là cái tôi của mình, cái ta của mình. Thì cái gì mà mình chấp là đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi, đây là ta, là tự ngã của ta. Thì chỉ có những cái bậc đã giác ngộ rốt ráo thì mới thấy được cái vô ngã trong cái tự ngã này. Còn lại thì những người tất cả những chúng sinh mà còn là phàm phu thì vẫn còn có cái sự yêu, vẫn còn có cái tham ái, vẫn có cái sự chấp thủ đối với cái bản ngã của mình. Và ngã là cái mà con người ta có thể nói là không có cái gì có thể ở trên đời này mà có thể yêu hơn cái tự ngã. Tức là ở trên đời mình không có thể nào đánh đổi cái tự ngã của mình lẫn bất cứ một cái vật gì trên đời. Vậy thì cái tự ngã là một cái mà ta yêu nhất. Vậy thì tự ngã là cái gì mà người ta lại yêu quý nó đến như vậy? Thì khi mà mình sinh ra được làm người thì mình có cái thân người này, thì mình sẽ yêu quý cái thân người này. Mình nghĩ là đây là cái bản thân tôi. Nhưng mà khi mà mình tái sinh là một cái loài khác, thì mình nhớ như là con trâu, con bò thì nó sẽ yêu cái bản thân của nó. Hay là một cái vị mà được tái sinh ở cái cõi cao thượng như các vị chư thiên, các vị phạm thiên, thì các vị ấy cũng sẽ yêu quý cái bản ngã của mình, cái tự ngã của mình. Và cứ như ngày nào mà một cái người mà còn thấy đây là cái, còn thấy cái tự ngã, tức là còn thấy là đây là tôi, thì là cái chúng sinh đấy sẽ còn đi tái sinh. Tức là mình còn thấy cái tôi, còn thấy cái ta, còn thấy cái bản ngã, thì chúng sinh đấy sẽ còn đi tái sinh. Tức là cái vô minh nó che lấp, nó có thể nhận một cái gì đó là tôi, là ta. Và chỉ khi nào một cái người có cái trí tuệ giác ngộ, thấy cái tôi này không phải là tôi nữa, thì chúng sinh đấy sẽ được giải thoát khỏi cái tự ngã. Còn nếu mà một cái chúng sinh nào mà chưa thấy được cái vô ngã, tức là cái không phải là mình mà mình nhận là mình này, thì cái chúng sinh đó sẽ còn đi tái sinh ở trong luân hồi. Nhưng như là bản ngã là cái gì? Nếu như bây giờ một cái người mà dùng cái trí tuệ để bóc tách, để phân tích ra cái bản ngã của mình, thì tất cả đến cái bản thân mình và bản vật trên thế gian nó cũng vậy. Nếu một cái với một cái trí tuệ bóc tách ra thì nó sẽ mất cái hình dạng, là mất cái tự ngã đấy đi. Ví dụ như là một cây chuối, thì mình nhìn nó là một cây chuối, thì đấy là với một cái mắt quan sát, với một cái tâm mình có cái sự chấp ngã, mình nói đây là cây chuối. Nhưng khi bóc nó ra từ một cái vỏ bên ngoài, nó đến cái vỏ bên trong, rồi nó lên cái vỏ bên trong nữa, và bóc cho đến tận cái lõi của nó cũng chỉ là những cái vỏ này, bóc tách nó ra thì nó không còn là cây chuối nữa. Thế là một cái thân người cũng thế, khi mà mình nhờ có thể bóc tách ra, mình tìm kiếm ở trong cái thân này, từ tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy thận, tất cả những cái thân phần này mình bóc tách, mình chia sẻ một sẻ ra, thì nó không còn là cái thân người nữa. Vậy thì mỗi người sẽ có cái sự chấp ngã của mình, là có cái vô minh, cho nên mình còn có cái sự chấp ngã.
cái người mỗi người thì có cái sự chấp ngã nó hay ở cái mức độ khác nhau, là có những người chấp ngã ở cái mức bậc, ở cái mức vừa phải, nhưng mà cũng có những cái người thì chấp ngã ở cái mức độ rất là nặng, tức là có những người tham ái và chấp vào cái ngã của mình rất là lớn. Vì khi mình chấp vào cái ngã của mình rồi là ai đó mà xúc phạm đến cái bản ngã của mình thì là lúc đấy mình sẽ sinh ra cái tâm oán giận thù hận với những cái bản, với những cái người nào mà đụng chạm đến cái bản ngã của mình. Thì cái bản ngã mỗi người đặt nặng về một cái khía cạnh, nhưng mà có những người thì đặt nặng về cái khía cạnh thân thể này, nếu như cái gì mà gây nguy hại cho cái bản thân này thì là cái người đấy sẽ bảo vệ cái bản thân của mình và coi trọng nhất là cái thân. Nhưng mà cũng có cái người thì coi trọng về những cái tâm, những cái tinh thần, như là những cái cảm thọ. Ví dụ như là mình không coi trọng về cái thân đấy, nhưng mà coi trọng về những cái sự vui buồn khổ nạn trên cuộc sống này, coi rằng là cái sự vui buồn đấy, cái sự khổ nạn đấy là tự ngã của mình. Nếu mà có một cái gì đó mà mình thỏa mãn cái tự ngã bằng những cái niềm vui buồn khổ nạn, ai mà làm cho mình mất cái niềm vui, mất cái sự an lạc thì là lúc đấy mình sẽ bảo vệ cái bản ngã của mình. Có những người thì coi trọng về cái tư tưởng, tức là mình coi như là cái tư tưởng của mình, tức là những cái suy nghĩ, những cái ý định của mình, ví dụ như mình tiếp thu những cái tư tưởng, có cái tư tưởng mình cho rằng là thế giới là thường, thế giới là vô thường, hay là có cái tư tưởng là hữu thần, tư tưởng vô thần, và ai có cùng quan điểm với mình, cùng cái suy nghĩ, cùng cái niềm tin với mình thì mình hoan hỷ, còn ai mà khác tư tưởng với mình, khác cái suy tư, khác cái niềm tin thì đấy mình sẽ bất bình. Có những cái người thì chú trọng về những cái hành, các cái hành, hành đây là những cái hành động, như là những cái người đó làm cái việc gì đó mà mình chấp bằng cái việc đấy, thì đấy cũng là cái sự chấp ngã. Hay có người thì chấp về cái sự nhận thức, tức là mình cho là cái sự hiểu biết, cái trí thức của mình là cái tự ngã của mình. Nên tóm lại là con người ta chỉ có năm cái uẩn và mình chấp vào năm cái uẩn đấy gọi là ngũ thủ uẩn, năm cái chấp thủ, hay đó cũng là cái tự ngã. Tự ngã nằm ở trong năm uẩn, đó là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn, thì người ta sẽ tham ái hay là yêu quý với cái tự ngã, là yêu quý với cái năm uẩn này. Và cái năm uẩn này thì nó biến hình biến tướng, lúc thì nó ở cái hình dạng này, lúc thì nó ở cái hình dạng khác. Nhiều khi mình sinh ra làm con người mình cũng có năm uẩn, khi sinh vào địa ngục thì cũng có năm uẩn, sinh làm súc sinh thì có năm uẩn, khi mình sinh về cõi trời mình có cái thân năm uẩn này, thì đấy là cái tự ngã của mình. Thì cái người trí và cái người ngu thì sẽ có cái sự bảo vệ cái tự ngã khác nhau. Ví dụ như là cái người ngu thì người ta không thấy được cái sự nguy hiểm ở trong cái dòng sinh tử, cho nên người ta bảo vệ tự ngã bằng cái cách đó là người ta chăm sóc cho cái tự ngã ở ngay cái hiện tại này. Ví dụ như là người ta phải chăm sóc cho cái bản thân của mình làm sao được có cái sức khỏe tốt, cho nên người ta ăn ngon, rèn luyện về cơ bắp, về cơ thể. Hoặc là người ta chỉ chăm yêu cái tự ngã bằng cái cách đó là người ta tăng cường cái tự ngã của mình lên để cho nó hơn cái tự ngã của người khác, như là những cái cuộc thi đấu, như là người ta phải rèn luyện mình có sức khỏe hơn người khác, mình phải có trí tuệ hơn người khác, mình phải có sắc đẹp hơn người khác, mình phải có những cái tài năng hơn người khác. Đấy là cái cách yêu tự ngã của những cái người phàm phu của thế gian. Hoặc là người ta yêu tự ngã bằng cái cách là chăm sóc bảo vệ cho cái tự ngã này, ăn ngon ngủ kỹ, thì đấy cũng chỉ là cái cách bảo vệ cái tự ngã của cái người thế gian. Còn cái điều mà Đức Phật nói là
cái người biết bảo vệ cái tự ngã, biết yêu tự ngã và phải kéo bảo vệ cái tự ngã khỏi những cái sự nguy hiểm, và những cái sự nguy hiểm tiềm ẩn sâu xa về sau này, như là bảo vệ tự ngã khỏi rơi vào bốn đường ác đạo. Thế là cái người có trí tuệ thì biết lo xa cái tự ngã từ những cái mà nó bắt đầu gieo cái nhân ở hiện tại này, nó sẽ cho cái quả gì trong tương lai. Những người biết bảo vệ tự ngã thì biết chăm sóc cho cái tương lai bằng cái sự tạo nhân ở ngay trong hiện tại này. Cái người đấy biết tạo cái nhân gì thì nó sẽ đi vào đoạn xứ bảo vệ cái tự ngã khỏi những cái tam tam bát nạn ở trên thế gian. Thì đó thì là cứ tạo những cái nhân bất thiện thì sẽ phải đoạn những cái cõi khổ, tạo cái nhân lành thì nó sẽ được đến cái cõi an vui. Những cái người bảo vệ tự ngã là bảo vệ ở cái thân, ở cái khẩu và ở cái ý của mình. Bảo vệ tự ngã là bảo vệ mình tránh gieo những cái ác nghiệp, phải tránh chịu cái thọ cái quả báo khổ đau ở nơi thân. Thì cái người đấy bảo vệ là bảo vệ cái thân, không làm những cái ác nghiệp về thân, đấy là bảo vệ tự ngã, chứ không phải là bảo vệ cái thân là phải bảo vệ bằng cái cách là che chở cho nó, bằng cái cách là yêu quý đùm bọc hay là chăm sóc một cách quá đáng, mà đây là bảo vệ nó, là bảo vệ nó khỏi tạo những cái sai lầm, tạo khỏi tạo những cái ác nghiệp, bảo vệ nó là bảo vệ khỏi cái ý khẩu khỏi nó, khỏi tạo nên những cái ác nghiệp, bảo vệ cái tâm nó khỏi khởi lên những cái tâm bất thiện, những cái tâm ô nhiễm. Đấy là bảo vệ mình. Thì người trí trong ba canh phải luôn luôn tỉnh thức. Thì cái người mà biết bảo vệ mình là cái người đấy phải chăm sóc cho cái trí tuệ của mình, cho cái tâm của mình, mỗi ngày nó phải giảm bớt những cái nhân bất thiện và nó phải tăng trưởng những cái nhân lành, những cái nhân bất thiện. Ví dụ như là những cái nhân bất thiện thì nó phải sinh ra từ những cái tâm bất thiện, như là tham sân si, thế là những cái nhân bất thiện, những cái nhân khổ đau. Nên cái người đấy sẽ luôn luôn bảo vệ mình, nên tức là canh gác cái tâm của mình, giống như là những cái người lính gác để bảo vệ khỏi giặc cướp nó vào phá hoại đất nước, qua phá hoại nhà cửa. Thì cái người mà biết bảo vệ mình là cái người canh gác không để cho những cái giặc phiền não, những cái giặc tham sân si, những cái giặc ác nghiệp, những cái ô nhiễm nó vào và nó phá hoại những cái phước lành công đức của mình. Đấy là cái người tỉnh thức. Thì cái người đấy là phải luôn luôn là thực hành những cái pháp thiền, thiền chỉ, thiền quán. Là cái người đấy phải thực hành pháp, phải bảo vệ mình khỏi những cái làm những cái việc bất thiện, tinh tấn làm những cái thiện nghiệp, những cái thiện ở nơi ý nghiệp của mình. Thì cái người chỉ cần mình biết lưu tâm cái ý thức của mình, làm cho cái ý đấy nó trở nên thanh tịnh từ cái ô nhiễm, từ cái ý ô nhiễm, thì bây giờ cái người đấy phải nỗ lực tinh tấn hàng ngày hàng giờ để dọn dẹp cho những cái ô nhiễm đấy, làm cho những cái ô, cái tâm ô nhiễm nó trở thành cái tâm thanh tịnh. Thì vì cái sự ô nhiễm nó đã được tích lũy từ rất là nhiều đời nhiều kiếp, là cái ô nhiễm này tức là đã trải qua cái thời gian ở trong sinh tử, và những cái tập khí về những cái việc bất thiện ở nơi thân, nơi khẩu, nơi ý nó rất là sâu nặng. Cho nên là bây giờ những cái tập khí đấy nó rất là nhạy cảm, nó rất là nhạy bén, và mình chỉ cần hơi lơ là mất chánh niệm một chút xíu là những cái tâm bất thiện tham sân si đó nó sẽ trỗi dậy mà nó khởi lên. Nếu như những cái tâm đấy khởi lên mà không được cái sự chế ngự, không được cái sự loại trừ, không có cái sự tinh tấn để tẩy trừ nó, thì nó sẽ trở nên
nó sẽ khởi lên một cách rất là mạnh mẽ, và nó sẽ làm cho một cái người đấy không còn cái sức để mà chế ngự được nó nữa. Ví dụ cái tâm sân nó được khởi lên mà nó không được diệt trừ ngay từ cái lúc mà nó mới khởi lên, mà để cho nó khởi lên quá mạnh rồi, thì cái người đấy lúc mà muốn diệt nó và sẽ thấy rất là khó. Giống như là một cái ngọn lửa lúc nó còn nhỏ, nó mới nhẹ nhúng nó khởi lên, thì cái người đấy mình có thể diệt trừ được nó dễ dàng. Nhưng mà nếu như mình để cho cái ngọn lửa đó nó đã bốc cháy lên mạnh mẽ rồi, thì lúc đấy mình mà diệt dập lửa thì sẽ rất là khó. Có khi mà mình càng dập lửa thì cái ngọn lửa nó sẽ càng mạnh lên. Mình cố gắng ức chế nó thì nó sẽ càng mạnh lên. Cũng vậy, cái tâm sân hay tâm tham cũng thế, lúc nó mới bắt đầu có một chút nhẹ nó mới khởi lên, mà cái người đó biết chế ngự, biết diệt trừ nó, thấy cái sự nguy hiểm của những cái tâm bất thiện đó, thì cái người đấy có thể sẽ bảo vệ được cái tâm thanh tịnh của mình. Nhưng mà nếu như cứ để cho nó đã khởi lên mạnh mẽ thành thói quen lâu ngày rồi, thì đến lúc đấy người đó sẽ rất khó có thể mà diệt trừ được nữa. Vậy nên là với một cái người có trí tuệ thì luôn luôn phải canh chừng và tỉnh giác, tu tập về nội tâm của mình, luôn luôn giữ chánh niệm và thực hành các pháp thiền chỉ thiền quán để diệt trừ những cái phiền não tham sân si mù mờ ở trong tâm. Một cái người là mình làm cho cái tâm của mình thanh tịnh, thì cái người đấy là cái người có một cái tự ngã cao thượng. Còn nếu mà cái tâm của mình ô nhiễm thì lúc đấy mình sẽ có cái tự ngã hạ nhiệt. Vì cái người mà muốn yêu tự ngã của mình thì là cái người đấy sẽ tu tập cái thân tâm của mình, làm cho nó mỗi ngày tăng trưởng những cái thiện pháp, tăng trưởng những cái phước đạo, cái công đức. Pháp cú 158, trước hết tự đặt mình vào những gì thích đáng, sau mới giáo hóa người, người trí khỏi bị nhiễm. Thì mà với một cái người mà giáo hóa một cái người khác, thì cái người đấy phải là mà một cái người có một cái khả năng, có một cái khả năng mình giống như là một cái bậc thầy. Trước khi đi dạy cho người khác thì cái người đấy phải có một cái sự học tập trong một cái thời gian dài và có một cái trình độ chuyên môn, thì cái vị đấy có thể chỉ dạy được cho người khác. Thế thì những cái bậc thầy mà dạy về cái kiến thức ở thế gian thì nó rất là dễ, tức là vị đó chỉ cần tiếp thu những cái kiến thức đấy, học tập trong rồi những cái kiến thức đấy một thời gian, thì vì đó có thể truyền đạt lại những kiến thức cho học trò, thì cái điều đó là dễ dàng. Nhưng mà với một cái bậc thầy mà dạy về những cái pháp thanh tịnh hay là những cái pháp thượng, những cái pháp giải thoát, thì nó lại rất là khác. Tức là cái vị đó không phải là chỉ có lý thuyết suông, mà cái vị đó phải có cái kinh nghiệm thật sự. Giống như là cái vị thầy mà vị đó có thể giống như là dạy những cái người học trò như một cái vị thầy dạy bơi, vị đó có thể dạy trên lý thuyết, nhưng mà đến khi mà thực hành mà vị đó mà cái người không biết bơi thì nó nhảy xuống nước, vị đó có thể chết chìm ở dưới đấy. Thì cũng vẫn những cái vị mà nhờ dạy một cái người về lý thuyết thì nó dễ, nhưng mà dạy về cái sự thực hành thì cái vị đó bắt buộc phải là một cái người có cái kinh nghiệm thật sự. Nếu không thì vị đó sẽ bị nhiễm những cái pháp thế gian, rất như là những cái pháp về tu tập giải thoát. Nếu như mà một cái người mà chỉ có học những cái giáo pháp của Đức Phật, mà chỉ có học chuông, chỉ có những cái kiến thức chuông, có thể học thuộc lòng cả tam tạng kinh điển, thì lúc đấy mình có thể có những cái trình độ về pháp học rất là cao. Nhưng mà rồi cái vị đó có thể đi vào trong nhân gian, và lúc đấy vị đó nghĩ rằng
mình sẽ thuyết pháp giáo hóa cho mọi người, để cho mọi người có đi theo cái con đường này và đi đến giải thoát, đi đến giải thoát và đi đến giác ngộ. Thì lúc đấy vị đó có thể giảng giảng những cái giáo pháp khiến cho nhiều người hoan hỉ, nhiều người có đức tin. Và khi mà những người hoan hỉ có đức tin rồi thì vị đó sẽ có những cái danh vọng lớn, và khi đã có danh vọng rồi vị đó sẽ chìm trong cái danh vọng đấy, và đấy là một cái người mà chỉ có dạng về lý thuyết. Có thể đến một lúc nào đó thì vị đó sẽ bị chìm đắm ở trong cái lý thuyết suông của mình, vị đó sẽ bị nhiễm trần, tức là vị đó đi bằng trần, bởi cái tâm mình chưa có đạt, chưa có cái sự ni nhiễm, chưa có cái sự ô nhiễm. Để khi đi vào thế gian thì vị đó sẽ bị ô nhiễm ở những cái pháp thế gian. Thì vì vậy cho nên là nhiều người có những cái tinh thần rất là tích cực, đó là khi mà mình tu tập được một chút xíu hay là mình học được một chút giáo pháp, mình thấy giáo pháp này rất là vi diệu, thấy giáo pháp này rất là cao siêu, có cái lợi ích cho mọi người, rồi mình khởi lên cái lòng từ bi, mình nghĩ rằng mình sẽ đi phổ độ chúng sinh, mình sẽ đem cái giáo pháp này để khuyên bảo mọi người hãy đi đến cái con đường giải thoát niết bàn. Và có thể khi mình vừa mới đi vào đến nhân gian thì mình đã vừa mới đạp xuống cái ô trượt của thế gian, mình đã bị chìm đắm ở dưới đó, cũng giống như là một cái người là mình vừa mới ra khỏi một cái vũng bùn này, nhưng mà lúc đấy mình quán, mình nhìn ngược lại thấy còn rất nhiều người đang chìm đắm ở trong cái bùn này, và khởi lên một cái tình thương, ta sẽ nhảy xuống cái vũng bùn này và cứu mọi người lên. Nhưng mà khi nhảy xuống rồi mình không lên được nữa, thì vậy thì một cái người mà chưa đạt đến cái sự ô nhiễm thì cái người đấy mà đi vào trong nhân gian giáo hóa chúng sinh, cái người đấy có thể sẽ bị chúng sinh sẽ độ ngược nặng, không thoát ra khỏi được. Vậy nên là cái người phải tự đặt mình vào, tự mình phải đạt đến cái sự giải thoát thì lúc đấy mình mới có thể giải thoát được cho người khác. Còn học cái lý thuyết xuống thì chỉ là để đàn luôn, mà cái mình muốn đi đến cái sự giải thoát thật sự thì là phải thực hành. Vì thế nên là giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp thiết thực hiện tại, để mà thấy. Thì giữa hai cái thấy và biết nó sẽ khác nhau. Ví dụ như là một người học trên lý thuyết mình có thể biết rất là nhiều thứ, nhưng mà ví dụ như là học trong giáo pháp Đức Phật dạy là có cái nỗi khổ đau sinh tử, chúng sinh khi chết rồi sẽ ai làm việc ác phải đọa xuống những cái cõi khổ, ai làm việc lành thì sẽ được sinh về những cái cõi cao thượng an vui thiên giới mỗi đời này, ai tu tập giới định tuệ sẽ đi đến niết bàn giải thoát khổ đau. Từ cái mình có thể đọc một vài cuốn sách và một vài bộ kinh, nghe một vài bài pháp, mình sẽ nắm được những kiến thức cơ bản đó trong giáo pháp của Đức Phật. Cái giáo pháp của Đức Phật có bốn cái chân lý, bốn sự thật, nó là khổ tập diệt đạo. Mình có thể đọc qua một bài kinh mình sẽ hiểu được những cái điều căn bản đó. Nhưng mà cái đấy nó chỉ là một cái kiến thức, nhưng mà để một cái người thấy được khổ, thấy được cái nguyên nhân sinh ra khổ, thấy được diệt, thấy được cái con đường đi đến cái sự đoạn diệt đấy thì nó lại khác nhau, đưa cái thấy khác và cái biết nó khác. Như là mình biết là mình học trên cái lý thuyết, học trên cái kiến thức, mình có sẽ biết điều đấy là trí thức, là tri thức do mình tiếp thu, nhưng mà để mình thấy được cái điều đó thì mình phải trải qua một cái quá trình tu tập khai và làm cho cái
trí tuệ của mình nó phải phát sinh. Nên là cái người đấy phải có được cái, phải thấy được những cái pháp đấy bằng chính cái ánh sáng trí tuệ của mình. Nên là cái người đấy, nên là mình có thể thực hành một cái pháp thiền chỉ, tức là từ cái thiền chỉ đấy với cái tâm định tĩnh thuần tịnh, siêu nhân vững chắc bất động, thì đấy mới có thể dùng cái năng lực của cái ánh sáng của định đấy, vì đó mới dẫn tâm hướng tâm quán đến những cái pháp chân thật, thì đấy mới phân biệt ra được những cái gì đó là khổ đế, cái gì đó là tập đế, cái gì là diệt đế, cái gì là đạo đế, vì đó mới có thể giác ngộ ra được các cái sự thật. Còn những cái pháp tương đối hay là gọi là những cái pháp chế định của thế gian, thế một cái người mà chỉ có hiểu được những cái pháp chế định của thế gian thôi, thì là cái người đấy sẽ chưa có phải là cái người đã giác ngộ hoàn toàn. Và nếu như giáo hóa, đi giáo hóa những người khác chỉ bằng lý thuyết suông như vậy thì cũng sẽ rất là dễ bị nhiễm những cái tục trần trở nặng. Thì hãy tự làm cho mình những điều mình dạy người, khéo tự điều điều người, khó thay tự điều phục. Là khi mà một cái người mình chưa làm được những cái điều cao cả, và mình hãy khuyên người khác làm, khuyên người khác làm, mình dạy người khác làm, thì những cái điều đó sẽ làm cho không có lợi ích cho bản thân mình và cũng không có lợi ích cho người khác. Thì khi bản thân mình chưa làm được, nhưng mà lúc nào mình cũng khuyên người khác hãy làm đi, hãy làm đi, và cái điều đó sẽ đó chỉ là một cái lời nói suông, ví dụ như là bảo người khác hãy từ bỏ tham sân si, hãy từ bỏ tham sân si, nhưng mà cái người ấy bảo là tôi không bỏ tham sân si, thì mình bảo tại sao ngươi không bỏ, ngươi bỏ mới chết cái tật đấy, mình nổi sân ấy. Hay là mình bảo người khác hãy giữ giới, hãy giữ giới, nhưng mà cái người kia người ta làm một cái gì sai đó, mình lại bảo anh giữ giới nó sẽ trừng phạt, sẽ đánh đập, đấy là sẽ khởi một cái tâm sân lên, và sẽ đấy là một cái sự dạy cho người khác một cái điều mà mình chưa làm được, mình chưa điều phục được mình mà mình muốn điều phục được người khác, thì cái điều đó nó sẽ làm cho, nó sẽ làm cho cái sự phiền não tăng trưởng ở cả cái người mà được chỉ dạy đó, cũng làm cho cảm thấy khó chịu. Thì một cái người khác chưa có xứng đáng mà đã dạy những cái điều mà cái bản thân vì đó chưa làm được, thì cái người nghe cũng cảm thấy rất là khó chịu và bực mình và chống đối, thế là hai bên sẽ chống đối lẫn nhau. Thì đó là hãy tự làm cho mình những cái điều mình dạy người, là mình trước tiên là mình phải làm được những cái điều đó, sau đó mới đi giáo hóa người khác. Thì cái điều đó nó sẽ có một cái sự thuận lợi rất là lớn. Còn nếu mà mình dạy người khác những điều mình chưa làm được thì đó chỉ là một cái sự mong cầu, một cái danh lợi để hão huyền, và cái điều đó nó là dối trá và nó không thật. Cái điều này là do cái lúc Đức Phật còn tại thế có vị tỳ kheo là Udaji. Udaji thì là một cái vị tỳ kheo rất là thiểu tuệ, tức là cái trí tuệ rất là thấp kém, và hay làm những cái điều sai trái, những cái điều mà không có lợi ích. Và cái vị đấy tuy rằng là thân cận nơi Đức Phật và những bậc thánh tăng, nhưng mà vị đấy vẫn không có trí tuệ để hiểu được cả pháp học và pháp hành, vì đấy hay có những cái suy nghĩ sai trái và những cái lời nói sai trái và những cái sự hiểu biết sai với giáo pháp. Thế nhưng mà vị đó lại rất là hay dạy đời, vì đó hay quy tụ những cái người Phật tử nào mà dạy pháp cho họ, thuyết pháp, và cái điều đó đã được nói trình đến Đức Phật, và Đức Phật đã nói như thế, hãy làm cho mình những cái điều mình dạy được, và muốn dạy được người khác, người đó phải tự điều phục mình.
Ví dụ mình điều phục người khác thì dễ, mà điều phục mình mới là khó. Giống như là một cái người có thể dặn người khác, mình có thể bắt người khác làm cái việc này việc kia thì dễ, nhưng mà để mà điều phục được mình thì rất là khó. Mình có thể thấy được những cái nỗi lầm của người khác thì rất là dễ, nhưng mà thấy được cái nỗi lầm của mình thì nó rất là khó. Nó khó chính là vì cái tự ngã, là mỗi người hay chấp về cái bản ngã của mình cứ tự cho mình là cao quý. Thì cái người mà càng có cái yêu quý về cái bản thân mình bao nhiêu thì mình sẽ che giấu hết những cái nỗi lầm của mình, và cái người đấy hay đi soi mói những cái nỗi lầm của người khác thì sẽ thấy những cái người khác có nhiều cái sai trái, và mình hay chỉ trích hay phê phán người khác, nhưng mà trong khi đó những cái nỗi lầm của mình thì mình lại không thấy. Cái người nào mà có trí tuệ, khi mà mình thấy cái nỗi lầm của mình, từ cái sự thấy nỗi lầm của mình rồi thì đấy là cái sự tự điều phục mình, và mình phải sửa đổi được cái nỗi lầm đấy. Thì sau đó mình sửa đổi nỗi lầm của người khác là bằng cái tâm từ, như là bằng cái vị đó biết được cái sự nguy hiểm trong những cái điều nỗi lầm đó, vị đó đã sửa được và vị đó thấy được cái sự an lạc khi mà đã thoát khỏi những nỗi lầm, thì sau đó vị đó có thể chỉ dẫn cho những cái người khác. Nếu như một cái người có thể chỉ cho người khác bằng những cái tâm thiện thì những cái người khác sẽ cảm thấy hoan hỉ vì cái điều đó, không cảm thấy sân hận bất bình. Còn nếu như một cái người vì cái tâm sân hận mình soi mói nỗi lầm, chỉ trích và mình chỉ dạy người khác bằng cái cách là chỉ trích những nỗi lầm của cái người đó, thì bản thân những cái người được chỉ trích đấy, người ta cũng cảm thấy bất bình, sân hận, và người ta cũng không sửa cái nỗi lầm, và bản thân mình cũng không sửa được những cái nỗi lầm của chính mình. Vậy nên là người điều phục mình thì sao có thể điều phục được người khác một cách dễ dàng. Tự mình y chỉ mình, nào có y chỉ khác, nhờ nhéo điều phục mình được y chỉ khó được. Thì khi mà Đức Phật sắp nhập Niết Bàn thì Ngài A Nan có thỉnh Đức Phật là sau này Đức Thế Tôn nhập diệt rồi thì chúng con biết nương tựa vào đâu. Thì Đức Phật lại là hãy nương tựa vào chính mình, hãy tự mình thắp ngọn đuốc lên để mà đi. Thì đấy là cái chữ gọi là tự y chỉ, tức là phải tự nương tựa vào chính mình, là có nương tựa khác. Tức là con người ở trên đời là hay hướng vào người khác để nương tựa. Ví dụ như là khi mà nếu Đức Phật mà còn ở thế gian, sẽ có rất là nhiều người sẽ ỉ lại, nghĩ rằng là mình sẽ còn Đức Phật ở đây, và Đức Phật sẽ là cái người sẽ chỉ dẫn cho mình khi nào mình có những cái điều sai trái nỗi lầm. Nếu như thế thì sẽ rất nhiều người sẽ có cái sự ỉ lại, mình ở bên Đức Phật là mình sẽ yên tâm lắm rồi, và mình sẽ không phải lo gì nữa, vì nếu mình làm sai thì Đức Phật sẽ chỉ dạy cho. Cái người đấy có cái tâm đó là y chỉ vào người khác thì sẽ có cái sự mà nhút nhát và thiếu cái sự tinh tấn tinh cẩn. Hay là ở trên đời người ta sẽ có nhiều cái sự y chỉ nương tựa, ví dụ như là có những cái người nói rằng mình quy tam bảo, mình thờ Phật, mình kính Phật, thì Phật sẽ là một cái bậc có năng lực, có thần lực, Phật sẽ bảo vệ mình, chắc chắn là mình sẽ không phải sinh vào những cái cõi đọa xứ địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Đấy là mình có cái một cái người mà có cái tư tưởng gọi là nương vào tha lực thần quyền, đó tin rằng có những cái đấng, có những cái thần năng, có những cái quyền năng cao thượng, và sẽ làm được những cái điều là gì mà mình mong muốn, chỉ cần tôn thờ cái vị đó. Thì những cái người mà có cái tư tưởng là nương vào cái tha lực, nương vào cái thần quyền của người khác, đấy là một cái tư tưởng sai lầm. Vì bất cứ một cái sự mà nương vào cái tha lực nào
Thì đấy cũng sẽ là một cái tà kiến, nó là cái tà pháp. Như có những người người ta nghĩ rằng mình tạo ra những cái điều tội lỗi, sau đó mình có thể đi đến cái dòng sông như là trong thẳm, mình có thể tắm gội ở đấy và gột rửa hết tội lỗi. Và đó là một cái quan niệm mà của những người theo đạo Hindu, thì người ta tự tưởng là sông Hằng là một cái dòng nước thanh có thể tẩy rửa tất cả những tội lỗi. Vì vậy khi người ta cứ tin tưởng vào cái điều đó thì người ta không có sợ điều gì cả. Mình có làm việc gì thì lúc mình đi tắm sông Hằng cũng rửa sạch hết tội lỗi. Cũng như vậy thì có những người người ta tin rằng có những cái pháp có thể rửa được tội, người ta dùng cái nước thánh để rửa tội cho mình. Hay là nghĩ rằng mình làm việc tội lỗi mình có thể sám hối, thì cái điều sám hối nó sẽ làm trong sạch những cái tội lỗi cho mình. Hay là tin rằng có ai đó sẽ bảo vệ che chở được cho mình được an lạc. Thì tất cả những cái điều đó là mình đang y chỉ nơi tha lực, y chỉ ở một cái năng lực ở bên ngoài. Thì những cái sự nương tựa vào những cái năng lực ở bên ngoài như vậy sẽ làm một cái sai lầm. Và đến một có sống với cái hy vọng đấy thì đến một lúc mình sẽ phải thất vọng khi mà mình thấy là những cái điều mình nương tựa đấy sẽ là rỗng không, sẽ không có thật. Và lúc đấy mình sẽ phải hối hận về cái sự nương tựa sai lầm của mình. Vậy thì phải nương tựa vào chính mình. Nương tựa vào chính mình là làm sao? Tức là mình muốn nương tựa vào chính mình thì mình phải có một cái sự nỗ lực, phải có một cái tự lực. Không phải là mình tự nhiên sinh ra mà mình đã có thể tự lập ngay được. Ai cũng phải trải qua một cái quá trình giống như là những cái cây non nó mới lên, nó mới nhú lên. Thì nếu như nó mà đứng trước những cái cơn cuồng phong bão tố thì nó sẽ bị gãy. Nó phải được che chở bảo vệ bởi những cái cây lớn hơn. Vậy những cái người mới sinh ra còn là trẻ nhỏ thì phải được y chỉ, tức là được nương tựa nơi những cái người cha mẹ, những người lớn bảo vệ. Còn về cái tinh thần, về cái tư tưởng, về cái tinh thần cũng vậy. Với một cái người mới tu tập thì mình vẫn phải có một cái nơi để nương tựa, ví dụ như là vị đó phải đến, phải nương tựa nơi một bậc thầy, sau đó vị đó học cái giáo pháp của cái bậc thầy đấy. Và khi nào vị đó trưởng thành trên cái giáo pháp đấy thì lúc đấy vị đó là cái người tự nương tựa được vào chính mình. Như là lúc còn trẻ thì mình nương tựa vào cha mẹ, nhưng mà rồi cha mẹ sẽ phải chết đi. Nếu như mình không trưởng thành thì đến một khi cha mẹ chết mình cũng không thể tự lập được, mình cũng phải chết theo. Vậy thì hãy nhanh chóng trưởng thành, hãy trưởng thành càng sớm càng tốt. Cái người trưởng thành ở cái mặt thế gian cũng vậy, lúc còn bé thì được cha mẹ bảo vệ, nhưng mà khi lớn lên thì mình phải tự bảo vệ lấy mình, chứ không ai có thể bảo vệ cho mình mãi được. Thế thì trong cái giáo pháp cũng vậy. Đầu tiên mình đến mình quy nơi Đức Phật, tức là mình liên tưởng Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng để mình học cái giáo pháp đó. Từ nơi Đức Phật, Pháp, Tăng thì mình cũng cần phải nỗ lực vươn lên để trở thành một cái người trưởng thành trong giáo pháp đó. Trưởng thành trong giáo pháp là khi mình có được cái pháp học vững vàng, mình hiểu ra được những cái pháp gì cần phải hiểu, mình có được cái pháp hành vững vàng, mình biết thế nào là phạm giới, thế nào là không phạm giới, thế nào là tội nặng, thế nào là tội nhẹ, thế nào là cái thanh tịnh, thế nào là nhiễm ô. Để mình biết được cái muốn đoạn trừ cái tâm nhiễm ô thì phải đoạn trừ như thế nào. Khi có tâm sân khởi lên thì mình phải lấy cái gì để đoạn trừ. Khi mà có tâm tham dục nó khởi lên phải lấy cái gì đoạn trừ. Khi có tà kiến nó khởi lên lấy cái gì đoạn trừ. Mình phải biết được cái trí tuệ để phân biệt được cái thiện ác thánh tà, để biết cái con đường đi đến giải thoát là như thế nào, con đường nào sẽ chìm đắm trong sinh tử. Thì một cái người mình có được cái trưởng thành trong cái trí tuệ về học giáo pháp và về cái trưởng thành về cái pháp hành, trưởng thành về giới, về định, về tuệ rồi, thì cái chính những cái pháp đấy là cái nương tựa của mình, đấy là nương tựa vào chính mình. Vì cái pháp đấy nó lúc đấy nó biến thành cái pháp thân của mình, nó biến thành cái pháp thể của mình.
Đầu tiên là mình phải học pháp, mình nương tựa ở nơi một vị thầy để mình học pháp. Khi nhưng mà cái pháp đó nó sẽ ngấm vào trong tâm của mình và nó biến thành cái pháp thể của mình, thì lúc đấy là mình nương tựa vào cái pháp đấy chứ không phải là nương tựa vào cái gì khác. Hãy nương tựa vào pháp chứ đừng nương tựa vào cái gì khác. Đức Phật dạy là nương tựa vào chính mình, tự mình là hòn đảo để mình thắp đuốc lên mà đi, nương tựa vào pháp. Lấy pháp là nơi nương tựa, nương tựa vào cái lớp học pháp hành hay là cái pháp hành tinh. Vậy thì cái là một cái người đó có thể tự mình y chỉ mình, tự mình nương tựa mình là có y chỉ khác. Tức là vị đó phải đi đến một cái sự trưởng thành trong cái pháp học pháp hành và thành tịnh được cái pháp giải thoát. Tức là khi nào một cái người mà đã có thể khai mở được cái tuệ nhãn, cái tuệ giác, vị đó phải thấy được cái pháp sinh diệt, rồi là vị đó thấy được cái sự vô thường, cái khổ, cái vô ngã trên các cái pháp hữu vi, hay là vị đó chứng ngộ được chân lý tứ thánh đế. Khi nào một cái vị mà chứng ngộ được tự chân lý tứ thánh đế rồi thì là cái vị đó có thể tự mình y chỉ mình. Vậy thì chỉ còn một cái người mà mình chưa giác ngộ được chân lý tứ thánh đế thì mình vẫn là một cái người còn non trẻ, và cái người đó vẫn còn phải nương tựa ở nơi các bậc thầy và tự y chỉ mình là cái tự mình thắp lên cái ngọn đuốc, tức là tự mình thắp lên cái trí tuệ, tự mình phải có cái trí tuệ để giác ngộ, để mà hiểu được cái tính sinh diệt của các cái pháp hữu vi ở thế gian này, thì lúc đấy mình có được cái sự giác ngộ đấy rồi thì đó chính là cái nơi nương tựa, cái pháp vô vi đấy là nơi nương tựa mình. Chứ còn tất cả những cái pháp hữu vi ở trên thế gian này không thể nương tựa được. Mình không thể nương tựa vào cái bản thân mình nó sẽ chết đi, nhà cửa, tài sản, người thân mình cũng sẽ chết đi, các cái bậc thần linh mà mình tôn thờ, các cái vị đấy cũng sẽ sống theo nghiệp của các vị đấy, có sinh có tử, và các vị đấy cũng không thể can thiệp vào cái nghiệp của mình được. Đấy, tất cả mọi thứ ở trên thế gian này là như vậy, mình không thể làm nương tựa vào bất cứ cái gì được. Vì tất cả những cái pháp đó nó chỉ chi phối bởi cái sức vô thường, cái khổ và cái vô ngã không có thật thể. Vậy thì khi nào mình thấy được cái pháp vô vi rồi thì đó mới là cái mà mình có thể nương tựa được, và mình có thể an ổn, an trú. Từ là lúc đấy mình có thể đóng chặt các cái cửa ác đạo rồi, cái tâm của mình nó sẽ thẳng tiến đến cái sự giải thoát hoàn toàn, và nó không có trở nuôi lại những cái pháp đọa, nó không trở nuôi lại những cái ô nhiễm và mình không rơi vào đọa xứ nữa. Thì lúc đấy cái vị đấy mình có thể tự mình duy trì được, mình có thể sống mà không cần nương tựa vào vị thầy nào được, mình đã thấy pháp mà mình có thể cứ thực hành theo cái pháp đó, mình sẽ đi đến giải thoát tuyệt đối, và cái con đường giải thoát đó không xa. Mình nhờ khéo điều phục mà mình, tức là nhờ có cái sự tu tập về giới định tuệ, mình phải điều phục mình từ những cái thô đến những cái vi tế. Những cái hành động thô thiển ở thân khẩu ý thì nó rất là dễ điều phục. Những cái việc ác ở nơi thân nơi khẩu thì nó không khó, mình có thể tác ý và mình có thể đoạn trừ được nó bằng cái sự giữ giới của mình. Nhưng mà để mà điều phục được cái tâm thì nó, những cái tâm vi tế thì nó rất là khó, những cái phiền não tùy miên nó ngủ ngầm ở trong tâm, thì cái người đó bắt buộc là phải có cái thời gian để mình có cái công phu thực hành thiền chỉ quán. Chỉ có hai cái pháp thiền chỉ và thiền quán thì mới có thể nhổ được tận gốc rễ của những cái phiền não tùy miên ngủ ngầm ở trong tâm. Nếu như một cái người mà mình không thực hành thiền chỉ quán, mình chỉ có học pháp, học kinh điển, tụng kinh lễ Phật, mình làm những cái việc phước, những cái điều đó mình sẽ chỉ đạt được cái sự nương tựa tạm thời ở trong thế gian này. Rồi là một cái người để mà đi đứng đến niết bàn giải thoát thì nó cũng không phải là mình có thể
mong muốn và có thể đạt được một sớm một chiều. Cũng có khi mình phải tu tập trải qua nhiều đời nhiều kiếp mới có thể đi được đến Niết Bàn. Nhưng trên cái con đường đi đến Niết Bàn đó, mình cũng cần phải có những cái tư lương, có những cái ngôn tượng. Bây giờ mình đi một cái con đường dài, là một cái người khách lữ hành phải đi vượt sông vượt biển, vượt qua sa mạc, vượt qua những cái con đường rất là chông gai nhà nhộ. Nếu như mình đi bằng tay không, mình sẽ không thể đến được những nơi cần đến. Vậy trên cái con đường mình đi đến đấy, mình cũng cần phải có một cái tư lương, có một cái hành trang để cho mình đi đến đó. Thì những cái hành trang, những cái tư lương đó chính là những cái pháp ba la mật. Cái hành trang để đi đến Niết Bàn là mình phải có những cái pháp ba la mật. Thì những cái pháp ba la mật đấy sẽ bảo vệ mình. Như là cái người đấy phải bố thí ba la mật, thì giới ba la mật, cam nhẫn ba la mật, tinh tấn ba la mật. Thì tất cả những cái pháp ba la mật đấy là những cái công đức đấy, nó sẽ bảo vệ mình. Thế là một cái người mà có phước đức, có công đức, thì cái người đó có thể ở bất cứ nơi đâu mình cũng cảm thấy an toàn. Nếu như mình có sinh ra vào cái thời chiến tranh loạn lạc, thì những cái người mà không có phước đức thì sẽ gặp những cái tai nạn rủi ro đến cái mạng sống rất là dễ dàng. Hoặc là cũng có những người sinh ra ở những cái thời kỳ mà nó có những cái nạn đói khác. Nhưng mà những cái người có phước đức sẽ không gặp những cái nạn đó. Những cái người sinh ra ở cái thời mà có dịch bệnh, nhưng những cái người có phước lành, có cái phước đức, nó sẽ bảo vệ cái người đấy không bị dịch bệnh. Nên là có những cái nơi mà người ta bị dịch bệnh, người ta có thể chết rất nhiều người. Nhưng những người có phước lành, có cái công đức, người đó sẽ không chết, người đó sẽ thoát qua khỏi những cái nguy hiểm, cả những cái tai nạn, những cái rủi ro bất hạnh có thể gặp ở trên cuộc sống này. Nhưng vì những cái người có phước này thì cái người đấy sẽ được bảo vệ. Chính những cái ba la mật là những cái phước này mà cái người đó sẽ được bảo vệ mình. Như là một cái người bình thường thì nghĩ rằng là tất cả những cái tài sản của mình nó sẽ bảo vệ mình, nên là những người thân có uy quyền của mình sẽ bảo vệ mình. Nhưng mà cái người có trí tuệ thì biết rằng đó, những cái điều đó không phải là cái nơi bảo vệ an toàn và vững chắc, mà chỉ có những cái công đức phước này mới có thể bảo vệ mình chắc chắn được. Vậy thì mình nương tựa vào mình, là mình nương tựa vào những cái công đức, những cái thiện pháp mà mình đã tạo được, thì những cái thiện pháp đấy mình sẽ nương tựa được. Những cái công đức gì mà mình đã tu tập được thì là những cái đấy là những cái mà mình có thể nương tựa được. Và những cái pháp mà mình đã thành tựu cái sự giải thoát thì đến cái đó là cái sự mà mình có thể nương tựa an toàn nhất, sẽ không còn bất cứ một cái sự nguy hiểm nào. Còn lại tất cả những cái pháp ở trên thế gian này thì nó đều giả tạo, nó có thể bị nước cuốn trôi, nó có thể bị lửa đốt cháy, nó có thể bị cướp giặc cướp phá hoại, có thể bị vua quan tịch thu chiếm đoạt bất cứ lúc nào. Còn những cái công đức, những cái phước này nó mới là của mình. Và những cái điều đó thì nước không thể nào cuốn trôi được, không thể nào đốt cháy, giặc cướp không thể nào chiếm đoạt được của mình. Vậy những cái người có công đức, có phước này, có những cái pháp ba la mật, có cái sự tu tập giác ngộ ở nơi tâm, thì đó là cái nơi nương tựa an toàn và vững chắc nhất, tránh khỏi những cái nguy hiểm thế gian. Điều ác tự mình làm, tự mình sinh mình tạo, nghiền nát kẻ ngu si như kim cương ngọc bảo. Một cái người mà làm những cái việc ác, cái người đó, người mà tạo nên những cái ác nghiệp, thì đó là mình là cái chủ nhân của nghiệp của mình. Mình là cái người làm chủ ba cái nghiệp thân khẩu ý. Mình làm chủ về cái thân nghiệp của mình, làm chủ với cái khẩu nghiệp của mình, và làm chủ cái ý nghiệp của mình.
những cái ác nghiệp đó sinh ra là do mình khởi lên, do mình tự mình tạo ra những cái ác nghiệp đó. Những cái ác nghiệp đó không phải là do cha mẹ tạo cho mình, không phải là do ông trời tạo ra, không phải là do là vua chúa tạo ra cho mình, không phải do bạn bè, không phải do xã hội. Mà cái đấy, những cái ác nghiệp của mình làm đấy là tự mình sinh ra, tự mình tạo ra. Thì những cái ác nghiệp đó sẽ đi theo mình, sẽ chắc chắn sẽ theo mình và không thể chạy trốn được. Như là một cái người khi mình làm việc ác rồi, cái người đó nghĩ là mình sẽ chạy trốn khỏi những cái quả báo. Thì cái điều đó là sai lầm, giống như là một cái tên cướp ở trên thế gian, sau khi nó gây một cái tội ác thì đấy, giết người cướp của xong thì nó sẽ chạy trốn khỏi cái sự truy nã của vua quan. Đối với những cái pháp luật thế gian thì nó có thể chạy trốn được, nhưng mà đối với những cái nhân quả nghiệp báo thì nó không thể nào chạy trốn được. Nhưng là kim cương thì nó có cái sức rắn chắc, nó cũng chỉ có giới hạn, nhưng mà cái quả của nghiệp thì nó sẽ vững chắc hơn, tức là nó chắc chắn sẽ cho quả, chứ điều đó không thể nào, không thể ai có thể làm thay đổi được những cái quả của ác nghiệp. Một cái người mà làm việc ác sát sinh, mình đã sát hại cái mạng sống của chúng sinh khác thì đó là một cái ác nghiệp rồi. Khi đã tạo ra cái ác nghiệp đấy rồi thì chắc chắn nó sẽ cho quả, nó sẽ cho quả, giống như là có thể sẽ phải đọa vào địa ngục. Cái người làm cái việc ác đấy có thể đọa làm súc sinh, hoặc nếu như cái đó, cái ác nghiệp đó nó không nặng đến mức có thể đọa vào địa ngục sát sinh thì sinh ra làm người, thì cái vị đó cũng sẽ thường xuyên gặp những cái tai nạn, những cái sự rủi ro bất hạnh, vị đó có thể gặp phải. Và cứ cái lúc nào mà nó đủ nhân duyên thì cái nghiệp mà vị đó đã làm này sẽ cho quả, và cái điều đó là không thể tránh khỏi. Thì những cái người mà có trí tuệ thì sẽ thận trọng đối với lại những cái hành động của mình, những cái hành động tạo ác nghiệp của mình. Thì chỉ có những cái người ngu, người ta không có cái niềm tin đối với nhân quả, người không có niềm tin, người ta tin không có cái niềm tin rằng nó có cái quả báo của những cái hành động đấy, của những cái nghiệp đấy. Thì những cái người mà sinh ra ở trên đời mà người ta sinh vào những cái thời kỳ không có giáo pháp thì đó là một cái bất hạnh của con người. Như là người đó sinh ra mà, hoặc là vì đó sinh ở những cái nơi biên địa, những cái nơi mà không xa với cái trung tâm văn hóa, những cái văn hóa tốt đẹp dạy về những cái đạo đức cao thượng không được truyền đạt đến, thì đấy là một cái sự bất hạnh. Vì thường là những cái người dân sống ở những cái nơi hẻo lánh, những cái nơi mà biên địa đấy thì không được học và không được tiếp thu với những cái văn hóa của thế gian, những cái văn hóa cao thượng, mà cái vị đó sống sẽ theo những cái bản năng của mình, cho nên họ hay làm những cái ác nghiệp. Mà đôi khi có những cái bậc chân nhân trí tuệ dù có đến những cái vùng quê xa xôi đó để giáo hóa thì cũng không có giáo hóa được, bởi vì họ có những cái tà kiến, họ có những cái tà kiến rất là sâu nặng, hay là họ là những cái người có cái sự chấp thủ, chấp vào những cái bục nệ rất là lớn, không thể nào giáo hóa được. Thì cái giáo pháp trí tuệ, cái giáo pháp thâm sâu thì chỉ giáo hóa được những người có trí tuệ hay là có những cái phước lành. Vậy những người mà được sinh ở những cái nơi trung tâm văn hóa đấy cũng là những người có phước. Những người có phước và những người có phước mà không có trí tuệ thì khi mà được nghe Phật pháp người ta cũng không có niềm tin, người ta cũng không tin theo. Vậy những người có phước rồi phải có trí,
tức là phải đi kèm với trí tuệ nữa. Vì vậy nên là giáo pháp thì có thể giác ngộ được những người có phước và có trí. Và nếu mà người ta không có phước, không có trí, không thể nào giáo hóa được. Hay là sinh ra ở cái thời mà không có Phật pháp, tức là những cái người mà sinh ra cái thời trước khi mà Đức Phật ra đời thì sẽ không có những cái giáo pháp dạy về những cái thiện ác chánh tà, hay là dạy về những cái pháp đi đến giải thoát, đi đến cái sự giác ngộ này. Thì những cái người đấy, người ta sống ở trên đời, người ta làm việc bất thiện, người ta cũng coi rằng đó là một cái việc tự nhiên bình thường, tức là làm việc thiện cũng không biết đây là việc thiện, làm việc ác không biết đây là việc ác. Thì những cái người đấy sau khi chết, những cái chúng sinh đấy thường phải đọa vào những cái quả khổ đau. Nên là những cái người mà sinh ra trên đời có được thân người, được gặp giáo pháp, mình được học giáo pháp, được thực hành giáo pháp thì mới biết phân biệt được những cái thiện ác chánh tà, mới biết tránh cái việc ác, mới biết làm những cái việc này, mới biết đoạn trừ những cái nhân sinh ra những cái việc ác, và mới biết phát triển những cái nhân sinh ra những cái điều thiện này, và mới tiến hóa được mình từ những cái sự nguy hiểm đến cái sự an vui, từ cái sự khổ đau đến cái sự giải thoát. Phá giới quá trầm trọng như dây leo bám cây, gieo hại cho tự thân như kẻ thù mong ước. Thì cái người mà tạo những cái ác nghiệp thì đấy cũng là những cái người phá giới. Phá giới là những cái giới mà một cái người thọ trì, và trong những cái giới đấy là những cái giới trầm trọng, là những cái giới căn bản nhất, như là những giới sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Đấy là những cái giới trầm trọng, vì ngay khi phạm vào những cái giới đó là lúc đấy cũng là đồng thời tạo cái ác nghiệp. Thì cái người đấy mà cứ làm những cái việc đấy thì cái vị đó nó đang tự làm hại mình. Là mỗi một khi mình sát hại cái sinh mạng khác là mình đang tự làm hại chính mình. Mình lấy trộm của người khác cũng là mình đang tự làm hại chính mình. Người tà dâm hay nói dối, uống rượu, uống vật, đấy là những người đang tự hủy hoại chính mình, đang tự hủy diệt chính mình mà cái người đó không biết. Nhưng mà cái người ở thế gian, để mà có cái trí tuệ mà hiểu được những cái việc làm nào là những cái việc tốt đẹp, những cái gì là đem lại cái sự nguy hiểm thì rất là ít. Người ta không có biết được là những cái việc này nó nguy hại cho chính mình, nó gây lại cái sự nguy hiểm cho chính mình. Cho nên là người ta làm những cái việc đó một cách rất là thản nhiên. Thì một cái người mà biết bảo vệ mình, biết bảo vệ cái tự ngã của mình thì phải tránh cho mình khỏi những cái nguy hiểm đó. Tránh cho mình khỏi những cái nguy hiểm, hoặc là tránh mình không tạo nên những cái ác nghiệp thì cái người đấy sẽ tránh được những cái điểm nguy hại. Giống như là một cái kẻ thù thì sẽ mong muốn cho những cái kẻ thù của mình là phải gặp những cái nguy hiểm, những cái sự khổ đau. Thế thì bây giờ bản thân cái vị đó chỉ cần nhìn với một cái người có trí tuệ, chỉ cần nhìn những cái hành động của cái người khác là biết tương lai của người đó sẽ đi về đâu. Nếu như mà chỉ cần là cái người mà có trí tuệ, người ta không cần phải chờ rằng là mai mốt cái người này sẽ bị những cái khổ như là bị đem đi chém đầu hay là bị cầm tù. Nên mà nếu như cái người đó còn sống ở trên thế gian, nhưng mà cái người đó tạo những cái ác nghiệp sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì cái điều đó còn nguy hiểm hơn là cái người đó phải bị những cái hình phạt như là tù tội, hay là bị đem ra xử tử. Thì cái điều đó cũng không đáng sợ. Nếu như một cái người mà mình chịu một cái hình phạt, đó là đem ra pháp trường để chém đầu, hay là mang đi tù tội, thì cái điều đó cũng chưa phải là một cái sự nguy hiểm lớn. Mà cái sự nguy hiểm lớn chính là khi mình còn sống một cái đời sống tự do tự tại mà hàng ngày luôn luôn tạo tích lũy những cái ác nghiệp, đó là sát sinh,
hại vật hay là làm những cái phạm vào năm cái giới trầm trọng, những cái giới ác nghiệp đấy, thì cái điều đó sẽ gây hại cho cái chúng sinh mà đang làm cái ác nghiệp đó, và những cái sự nguy hại rất là to lớn và khổ đau lâu dài về sau. Dễ làm các điều ác dễ làm tự hại mình, còn việc lành việc tốt thật tối phương khó làm. Thì những cái việc ác với cái việc thiện thì hai cái việc đấy nó sẽ đối lập nhau, giống như là cái con đường đời với đường đạo. Thì hai cái con đường này nó khác, nó đối nhập nhau hoàn toàn. Một cái người mà sát sinh thì nó rất là dễ, nhưng mà bảo thì phóng sinh thì rất là ít người làm. Ở trên đời là những cái người mà có cái tư tưởng đi lấy trộm thì rất là dễ, nhưng bảo đi bố thí cho người khác thì rất là ít, rất là hiếm có người có. Bởi vì giữa hai cái tâm, giữa một cái tâm tham nó khởi lên thì rất là dễ, nhưng mà một cái tâm vô tham nó khởi lên thì lại rất là khó. Bây giờ hay là một cái tâm sân nó khởi lên thì rất là dễ, nhưng mà một cái tâm từ nó khởi lên thì rất là khó. Một cái tâm chân chánh, một cái chánh niệm, cái tâm suy nghĩ về những cái điều tốt, giữ tâm ở những cái điều tốt thì nó rất là khó khởi lên. Nhưng mà suy nghĩ về một cái điều xấu và mình an trú tâm ở trong những điều xấu đó thì lại rất là dễ. Thế nên là cái tâm con người ta nó có cái sự phóng dật. Phóng dật là cái tâm năng sẵn, nó khởi lên, như là một cái người mà không có cái sự điều phục mình, cứ để cho cái thân tâm này nó được sống tự do tự tại, không có cái sự tu tập, thì cái người đấy nó sẽ khởi lên rất là nhiều những cái tâm bất thiện. Thì những cái tâm bất thiện đấy nó sẽ làm cái việc ác. Như là bây giờ có một cái mảnh ruộng mà mình cứ để cho nó tự nhiên, thì những cái cây cỏ dại bất nỡ, những cây gai cây mà độc hại ấy, nó sẽ mọc lên và nó sẽ lấn át hết. Mà những cái cây mà có được những cây tốt ấy, thì rất là khó mà sinh trưởng được. Thì những cái cây tốt mà có được ích thì nó đòi hỏi một cái sự chăm sóc, một cái sự vun bồi hàng ngày. Cũng vậy, những cái tâm thiện của những cái hành động thiện của mình nó khởi lên được thì nó rất là khó, và nó cần phải có cái công phu, cần phải có cái sự giữ gìn, cần phải có cái sự tu tập, cần phải có cái sự hộ trì hàng ngày thì mới giữ được nó. Nhưng một cái tâm thiện nó có thể khởi lên trong chốc lát, nhưng mà mình để mình duy trì được nó, để phát triển được nó thì lại rất là khó. Một cái tâm bất thiện nó có thể khởi lên nó rất dễ duy trì và phát triển theo. Thì vậy nên là cái việc ác thì rất là dễ làm, mà cái việc lành việc thiện thì rất là khó làm. Thì vậy cho nên là chúng sinh sau khi chết ở cái cõi người này mà được sinh trở lại làm người thì rất là ít, mà những cái chúng sinh từ cái cõi người này khi chết mà phải đọa xuống vào cái cõi đọa xứ thì rất là nhiều. Những cái chúng sinh mà từ cái cõi người này mà chết mà phải đọa xuống cái cõi khổ nó nhiều nhiều như đất ở trong đại địa. Nhưng chúng sinh mà sinh trở lại làm người nó nhiều như đất ở trên móng tay mình. Bởi vì là những cái chúng sinh ở trên đời này có cái sự, có cái ý thức là mình sẽ bảo vệ những cái điều này rất là ít, và những cái chúng sinh không có cái ý thức về điều đó, sống mông lung phóng đãng thì rất là nhiều. Cho nên là đa số người ta chết người ta sẽ phải đi đọa xứ. Như vậy mình ở cõi người này mà sinh lên thiên giới hay là đi đến giải thoát niết bàn thì rất là hiếm và rất là ít, nhưng mà đọa xuống cõi khổ rất là nhiều. Không phải ở cái cõi nhân gian này mà các cả hay cả cõi thiên giới cũng vậy, các vị chư thiên giống ở các cõi trời, nhưng mà sau khi mạng chung được sinh lại làm chư thiên cũng rất là ít, mà đọa xuống cõi khổ thì rất là nhiều. Các vị đấy sau khi chết với cái tâm phóng dật của tham sân si cũng khởi lên, và chết cũng có thể bị đọa xuống các đọa xứ. Mà những cái chúng sinh ở cái đọa xứ cũng vậy, mình cứ nghĩ rằng là có thể những chúng sinh ở trong địa ngục khi chết ở địa ngục ấy họ sẽ lại được sinh lên con người, nhưng mà cũng chưa chắc,
họ đã sinh lên cõi người, họ chết ở địa ngục này, họ lại sinh sang địa ngục khác, có cái triền miên từ địa ngục này sang địa ngục khác cũng rất là nhiều. Và để cơ hội sinh lại là người không phải là dễ. Cũng vậy, có những chúng sinh thì từ ở súc sinh, mình cứ nghĩ rằng là khi chết ở súc sinh rồi là chắc họ sinh lại là người, hoặc sinh thiên giới, nhưng mà cũng điều đó cũng rất là khó xảy ra. Và cũng có thể chết ở súc sinh, họ đã sinh làm súc sinh, họ cứ triền miên từ cái kiếp này sang kiếp khác, họ cứ tái sinh làm súc sinh hoài, làm súc sinh hoài. Bởi vì những cái tâm ngu si bất thiện nó rất là mạnh, và những cái tâm đấy là nó dẫn đầu tất cả các cõi. Nó những cái tâm bất thiện hay là những cái tâm thiện, nó khiến cho cái người có thể sinh về cái cõi cao thượng hay là cái cõi thấp kém, là do cái tâm đấy. Mình cái tâm bất thiện nó khởi lên thì nó rất là dễ, cho nên những chúng sinh đi đoạn xứ thì rất là nhiều. Còn những cái tâm thiện khởi lên thì rất là khó, và có những cái hành động thiện khởi lên cũng rất là khó. Vì vậy nên là chúng sinh để đến cái sự an vui giải thoát thì rất là khó. Nên thì sống ở thế gian vậy, những người bất thiện sẽ rất là nhiều, những người hiện thiện thì sẽ rất là ít. Nên thì đó, những cái người mà đã có được cái sự hướng thiện, có thể đã biết đi tu tập được. Nhưng mà một cái người khi mà sống trong cái đời sống tu tập rồi, có khi những cái phóng dật nó vẫn khởi lên, vẫn có thể thích làm nợ, thích nghe ba hoa nói chuyện, soi mói những lòng của người khác, chỉ trích người này người kia thì nó rất là dễ. Một cái người mà có thể sống tự tại, sống độc cư, mà có thể chuyên tâm thực hành chỉ quán thì này cũng khó, thì này cũng rất là ít. Cái người ở trong cái hoàn cảnh nào, môi trường nào cũng bận, những cái người hướng thiện mà có thể đạt được đến cái tuyệt đối của cái việc thiện đó sẽ luôn luôn là một cái số ít. Còn những người hướng về cái sự bất thiện, thích sống phóng dật năng sân, hướng về cái tâm bất thiện thì lúc nào cũng nhiều hơn. Còn việc lành việc tốt, những cái việc thật là tối thượng, việc tối thượng nhất ở trên thế gian, là một cái người đấy có thể tịnh được cả ba nghiệp của mình, là cái người đấy có thể làm cho cái thân mình an tịnh không năng sân. Còn những người mà thích năng sân cái thân thì rất là dễ. Còn những người mà thích an trú năng, giữ cho cái thân này nó an tịnh không có đi năng sân, giữ cho cái khẩu nghiệp này nó an tịnh không năng sân, là cái khẩu nó thích đi kiếm người khác để nói chuyện, để bày tỏ những cái nỗi niềm của mình, nó mới hàn gian, nó mới thoải mái, thì nó rất là nhiều. Nhưng mà cái người đấy có thể tịnh khẩu được thì nó rất là khó. Nên bây giờ một cái người mà muốn làm cái việc khó làm ấy, cái người thật, cái việc thật tối thượng nhất nó là mình có thể ngồi yên được suốt ngày 2 tiếng, 4 tiếng, 6, 8 tiếng, 10 tiếng một ngày, còn nó năng sang cái thân, đấy là một việc rất khó làm, sẽ rất ít người làm được. Mình có thể tịnh được cái khẩu của mình, không nói chuyện với ai, điều đó cũng là một việc rất là khó làm. Người ta thích hay nói chuyện, có thể tịnh được cái tâm của mình, mình có thể cột được cái tâm của mình vào trong một cái pháp hướng thượng, đó là thực hành thiền chỉ, thiền quán, chú trên cái hơi thở vào ra, hay một cái đề mục thiền bất cứ nào đấy, mình có thể an trú tâm, giữ được tâm ở trên đấy thì rất là khó. Mà mình có thể ngồi đấy và suy nghĩ mông lung năng sang về những cái chuyện quá khứ tương lai thì rất là dễ. Nên là một cái người có thể làm được một cái việc tối thượng là thế, là cái người đó có thể giữ được cái thân được an tịnh, cái tâm của mình được an tịnh, và cái ba nghiệp của mình được an tịnh, an trú tâm ở trong cái đề mục mà mình có thể tu tập để đoạn trừ được những cái phiền não, mình có thể thành tựu được cái trí tuệ, thì đó là một cái việc khó làm nhất. Kẻ ngu si miệt thị giáo pháp bậc Na Hán, bậc thánh, bậc chánh mạng, chính do ác kiến này như quả ngoại cây đau, mang quả tự ngoại diệt. Thì cái người có trí thì khi mà nghe một cái pháp hướng thượng thì cái người đấy sẽ biết rằng cái pháp này là một cái pháp thượng nhân.
Nhưng mà một cái người ngu thì khi nghe một cái pháp hướng thượng thì cái vị đấy sẽ không biết được đây là cái pháp hướng thượng. Ví dụ như là một cái người mà có tâm tham nhưng mà lại nghe được một cái pháp dạy là hãy sống ly tham, vì tham là một cái hạ niệm, một cái sự ô nhiễm thấp kém dẫn đến sự nguy hiểm đau khổ lâu dài, thì cái người đấy sẽ tỏ ra bất mãn, bất bình và không hoan hỉ. Hay là một cái người mà có tâm sân, mà khi nghe một cái pháp nói rằng hãy đi sân vì sân là khổ đau, sân là bất hạnh lâu dài, thì cái vị đó sẽ bất mãn. Hay là một cái người mà thích hưởng thụ những cái ngũ dục ở thế gian, nhưng mà những cái giáo pháp lại dạy rằng là ngũ dục vui khổ nhiều, sự nguy hiểm, sự loạn lạc, sự khổ não sẽ nhiều hơn là cái sự an vui trong đa giả tạo đó. Thì những người mà say đắm hưởng thụ những ngũ dục ở thế gian, người ta không hoan hỉ, người ta không chấp nhận, và người ta sẽ phỉ báng lại những cái giáo pháp dạy những cái điều đi đến cái sự vô tham vô sân vô si giống như ở thế gian này. Thì đấy là những cái người ngu si ở thế gian, người ta sẽ hiển thị phỉ báng những cái giáo pháp của các bậc A La Hán, là những cái giáo pháp của những bậc đi đến đoạn trừ phiền não khổ đau. Hay là một cái người ngu si đấy phỉ báng giáo pháp, hay là phỉ báng cái đời sống phạm hạnh, hay là phỉ xúc phạm đến cái vị A La Hán đó, hay là những cái bậc thánh, hay là các bậc sống chánh mạng đấy, thì điều đó đều tạo nên một cái ác nghiệp rất là lớn. Thì những cái bậc A La Hán dạy những cái giáo pháp đi đến giải thoát, nếu mà một cái người mà phỉ báng nặng, tức là không có cái niềm tin mà cái người đấy lại có những cái niềm tin vào những cái tà pháp khác, thì đấy là một cái sự bất hạnh cho chính những cái người đó. Một cái người mà người ta không có niềm tin thì người ta sẽ phỉ báng nặng. Thì giáo pháp của Đức Phật cũng thế, ngay khi mà Đức Phật còn ở tại thế cũng vậy, thì khi mà thuyết pháp cũng có những người người ta tin theo, nhưng mà cũng có những người ngoại đạo người ta vẫn phỉ báng, người ta không tin được, người ta vẫn không có tin theo cái giáo pháp, mà người ta vẫn duy trì những cái tà pháp của họ. Thì đấy là những cái người ngu si ở thế gian, và những người không có những nhân duyên đối với cái pháp giác ngộ, không có nhân duyên với cái pháp giải thoát, thì họ sẽ không có cái niềm tin, họ sẽ vẫn cứ duy trì những cái niềm tin vào những cái pháp sai lầm của mình. Thì cái điều đó thì những cái chúng sinh đấy sẽ chìm đắm ở trong thế gian, đó là những cái ác kiến. Thì một cái người mà sinh ra mà có cái ác kiến đấy cũng là một cái nạn của cái người đó. Trong những cái sự mất mát thì người ta có thể là mất mát về tài sản, có thể là mất mát người thân, có thể là, nhưng mà những cái điều đó vẫn không đáng sợ, mà cái mà đáng sợ nhất chính là mất mát về giới hạnh, hay là mất mát về chánh kiến, là mất mát về cái chi kiến. Ví dụ như là bây giờ một cái người mình đang có niềm tin với Phật pháp, với cái con đường đi đến giải thoát, nhưng mà do một cái sự tác động từ cái tha nhân, là người khác nói rằng là cái giáo pháp này là không có chân chánh, không đi đến cái sự an vui, mà sẽ có những cái giáo pháp khác, có cái con đường khác đi đến cái sự an vui, nó dễ dàng hơn, nó đơn giản hơn. Thì với một cái người mà chưa có cái đức tin, tức là chưa đạt được cái niềm tin bất động, tức là một cái người mà chưa có được một cái trí tuệ để mà thấy các cái pháp như nó thật sự là, tức là mình chưa thực sự thấy các pháp, thì cái niềm tin đấy vẫn có thể bị thay đổi. Đến một lúc nào đó mình nghe một cái tư tưởng, một cái tà pháp khởi lên, mình có thể vẫn hoài nghi cái con đường chân chánh, và đến một lúc nào đó mình có thể sẽ đi vào cái con đường tà, tức là đi sai cái giáo pháp, đi đến giải thoát.
liền quay sang phỉ báng tất cả cái giáo pháp đi đến giải thoát rồi, thì đó là một cái sự bất hạnh, một cái sự đau khổ lâu dài. Thì ngay ở trong giáo pháp cũng vậy, những cái người ngoại đạo người ta có thể miệt thị phỉ báng cái giáo pháp của giáo pháp giải thoát, nhưng mà cũng có thể là ở trong cái ở trong giáo pháp cũng thế. Như là khi mà cái thời chánh pháp còn trụ thế, thì lúc đấy những người bậc tu hành chân chánh hay là những người ngộ đạo thì rất là nhiều, và người ta có những cái đức tin đối với cái con đường chánh pháp. Nhưng mà đến cái thời kỳ mạt pháp, tức là giáo pháp đã bị suy giảm, cái thời kỳ mà giáo pháp đã bị suy giảm, tức là đã pha tạp với nhiều những cái pháp thế gian, hay là có nhiều những cái người tu tập nhưng không thành tựu được giáo pháp và thuyết giảng những cái pháp bị sai lệch đi, bị sai trái đi, tức là cái pháp thì người ta bảo là phi pháp, mà cái phi pháp thì lại bảo là pháp. Nên là khi mà những người mà cái pháp giải thoát thì người ta lại bảo pháp này không phải là pháp giải thoát, rồi người ta lại xuyên tạc ra những cái pháp không đưa đến giải thoát, người ta pháp này mới là cái pháp này mới có thể đi đến giải thoát. Thì đấy gọi là một cái sự biệt thị đã phỉ báng cái chánh pháp. Hay là ngay trong thời Đức Phật còn tại thế cũng có những người người ta khởi lên cái ác tà kiến, như là có một cái vị tỳ kheo Abhidhamma khởi lên một cái ác tà kiến, nói rằng những cái pháp mà Đức Phật dạy là chướng ngại pháp, như là tham dục, thì vị đấy nói rằng tham dục không chướng ngại pháp. Vị đó nói rằng cái tư tưởng của vị đó cho rằng một cái người hưởng thụ ngũ dục ở thế gian, vị đấy vẫn có thể đi đến giải thoát, vẫn có thể đi đến niết bàn được. Thì cái điều đó đã được các vị tỳ kheo khác khuyên căn và chỉ trích, nó là cái pháp của đấy là một cái ác tà kiến, cái chúng sinh mà hưởng thụ ngũ dục nào không ni tham ni dục sẽ không thể nào đạt đến cái sự giải thoát được, thì đó mới là chánh pháp. Mình nói một cái điều mà sai ngược, là pháp mà nói là phi pháp, rồi cái phi pháp mà lại nói là pháp, thì điều đó là sai trái. Thì cái người sẽ đến cái thời mạt pháp thì cái giáo pháp nó sẽ trở nên hỗn loạn, trở nên rối loạn, có rất là nhiều những cái pháp mà không đúng Đức Phật nói ra, nhưng mà có thể người sau này người ta xuyên tạc ra, người ta nói và người ta cũng nói rằng đây là cái pháp của Đức Phật. Rồi là có những cái pháp nói trái ngược hoàn toàn với cái con đường giải thoát mà người ta bảo, lại cho rằng đây là cái pháp nó có thể đi đến giải thoát. Thì những cái pháp như vậy là những cái sự phỉ báng đối với lại cái giáo pháp, nói ra những cái giáo pháp sai trái, không cần tu tập đúng theo cái lộ trình của bản chánh đạo, là giới định tuệ, mà có thể đi đến niết bàn giải thoát, thì đó là cái con đường ra sai trái. Nếu mà khởi lên một cái ác kiến, hiểu sai về giáo pháp, chê bai cái chánh pháp, tin tưởng theo cái tà pháp, thì cái người đấy sẽ đi đến cái sự bất hạnh, sẽ đi đến cái sự đau khổ, sẽ đi theo cái ác kiến đấy, thì vị đó sẽ tự mình hủy hoại chính mình. Cái người mang cái ác kiến, cái tà kiến ở trong mình, thì cái người đấy sẽ khổ đau bất hạnh lâu dài về sau. Tự mình làm điều ác, tự mình làm nhiễm ô, tự mình không làm ác, tự mình làm thanh tịnh, tịnh hay không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai. Thì những cái điều ác cũng là do mình làm, những cái việc nhiễm ô cũng là do mình làm. Mình có thể làm việc ác mà mình cũng có thể làm việc thiện. Thì khổ đau cũng là do mình tạo ra, mà an vui cũng là do mình tạo ra. Một cái người đang là một cái người bất thiện, nhưng mà cái vị đó có thể từ bỏ cái việc bất thiện đó, và vì đó có thể trở thành cái con người hiền thiện được. Nhưng mà cũng là một cái người hiền thiện, thì mình từ bỏ cái con đường hiền thiện đó, mình chạy theo những cái bất thiện, là mình cũng lại trở thành những người bất thiện được. Thế thì một cái người đấy có thể cầm cái con dao chém giết,
Nhưng mà cũng cái người đấy có thể là buông bỏ cái con dao chém giết đó xuống, và cái người đấy có thể cạo đầu mặc áo cà sa đi xuất gia, và vì đó cũng có thể trở thành những vị A-la-hán được. Vì đó mà làm một cái người tu tập, nhưng mà vì đó lại không có đi hết cái con đường tu tập, đi đến cái đích của cái sự giải thoát, vì đó có thể buông bỏ cái đời sống tu tập đó, vì đó có thể trở thành một tên tướng cướp cũng được. Thì một cái người có thể là cái tâm của mình nó có thể thay đổi như thế, cái sự vô thường có thể thay đổi như vậy. Thì khi mà mình làm việc ác cũng là do cái sự ý thức của mình về cái điều ác. Mình không có ý thức về cái điều, vì những cái nghiệp mà mình đã tạo, mình có thể làm những cái việc ác. Mình nhiễm ô, mình có thể đắm nhiễm những cái pháp thế gian, mình có thể buông bỏ những cái ác nghiệp đó. Thì khi mà trước khi để trở thành một cái người mà có thể giải thoát ra khỏi cái khổ đau, hay là như bản thân Đức Phật trước khi mà Ngài chưa thành Phật, ngay ở trong cái kiếp sống cuối cùng, Ngài từng là một vị Bồ Tát, khi mà Ngài chưa xuất gia thì Ngài cũng vẫn còn là một phàm phu, vẫn có những cái phiền não tham sân si nó khởi lên, vẫn hưởng thụ những cái, vẫn còn có những cái sự ô nhiễm của thế gian cũng như thường. Nhưng mà khi mà Ngài tu tập, Ngài có thể dứt bỏ được những cái ô nhiễm đó, Ngài có thể trở thành Phật. Và khi mà Đức Phật ra đời thuyết pháp ở trên thế gian cũng vậy, có những cái mỗi người đến với giáo pháp, mỗi người đạt được cái sự giác ngộ thì đến từ những cái hoàn cảnh khác nhau. Mỗi người đến mỗi một cái người đến từ một cái, đi đến với một cái nghiệp khác nhau của mình, một cái hành động khác nhau. Có những cái người thì là những cái vị vương tôn công tử có thể đi tu tập xuất gia và giác ngộ. Có những cái người thì là những cái người dân thường, có những cái người thì là vua quan, có những cái người thì là tướng cướp, có thể từ bỏ những cái ác nghiệp được và người ta tu tập, người ta cũng có thể đi đến cái sự thanh tịnh được. Thì cái việc ác là do mình làm, việc thiện cũng là do mình làm, an vui là do mình tạo ra và khổ đau cũng là do mình tạo ra. Thì cái điều này là ở thế gian này không ai ban cho ai mà cũng không ai trừng phạt ai. Thì mình gặp những cái việc khổ đau cũng là do những cái quả của cái ác nghiệp nó trổ, mình gặp những cái việc an vui thì đó là quả của cái nghiệp thiện nó trổ. Thì một cái người có trí tuệ tự biết là mình là chủ nhân của nghiệp, mình là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, thì cái người đó tự biết là mình nên làm cái gì và không nên làm cái gì. Và cõi thiên giới cũng là do con người tạo ra, địa ngục cũng do con người tạo ra, sinh tử cũng là do mình chuốc lấy, hay là niết bàn cũng là do mình tự rèn luyện, tự tu tập mà đạt được. Thì một cái người có trí tuệ thì sẽ biết rằng là mình mới là chủ nhân của tất cả như vậy, thì cái người đấy sẽ biết từ bỏ. Mình vừa một cái người thấy có ác thì chắc chắn nó sẽ phải có thiện, vậy thì mình sẽ tự chọn là hay làm ác hay làm thiện. Có cái ô nhiễm thì sẽ phải có cái thanh tịnh, thì cái người có trí tuệ thì sẽ tự biết là mình có nên làm cái ô nhiễm nữa hay không, hay là nên từ bỏ cái ô nhiễm đấy để đi theo con đường thanh tịnh. Thì tất cả những cái pháp vậy, có sinh tử thì sẽ phải có niết bàn, tự mình lựa chọn là mình có nên chìm đắm ở trong sinh tử nữa hay không, hay là mình nên đi đến niết bàn giải thoát. Có cái con đường là khổ, cái khổ đau thì cũng sẽ phải có cái sự an vui, thế để tự mình lựa chọn là mình có đi trên cái con đường dẫn đến khổ đau này thôi, hay là mình sẽ đi đến cái con đường đạt đến cái sự an vui. Thì đây là một cái người mà biết rằng là mình là chủ nhân của tất cả, mình có quyền lựa chọn, và tương lai của mình như thế nào là do cái hiện tại của mình. Mình đang là cái người xây dựng cái ngôi nhà, cái ngôi nhà năng uẩn của mình. Thì cái ngôi nhà này nó sau này nó có hình dáng như thế nào là do cái thiết kế của mình. Mình có thiết kế cái ngôi nhà của mình hình vuông thì nó ra hình vuông, mình thiết kế hình tròn nó ra hình tròn, mình thiết kế chiều cao chiều thấp như thế nào là do mình.
Thì sau này cái thân năm uẩn của mình ở tương lai nó như thế nào là do mình đang xây dựng. Sau này mình có cái hình thù là đi bằng bốn chân, có thân lông, có sừng cũng là do mình đang xây dựng. Tương lai mình mà muốn làm châu bò là do mình đang xây dựng cái sự ngu chi như châu bò. Sau này mình có làm sư tử hổ báo gấu cũng là do mình đang xây dựng cái tính hung ác của mình đang xây dựng. Hay là sau này mình có thể tốt đẹp như các vị thiên thần là do xây dựng từ cái lòng nhân từ của mình nó xây dựng lên. Hay là sau này mình có thể chấm dứt cái sinh tử luân hồi là do mình xây dựng, đó là từ bỏ được cái những cái tham ái và chấp thủ, từ bỏ cái vô minh. Đấy là tất cả là do mình hết. Thì mình là một cái người hiểu biết thì mình tự lựa chọn một cái con đường cho tương lai của chính mình. Chớ theo pháp hạ biến, chớ sống mặc bung lung, chớ tin tưởng là chớ đi theo tà kiến, chớ tạo trưởng tục trần. Thì những cái pháp hạ biến thì nó sẽ đưa đến hạ biến. Vậy thì cái pháp gì là pháp hạ biến? Những cái pháp hạ biệt đó là những cái pháp bất thiết. Những cái pháp gì kia mình khởi lên những cái tâm tham đắm đối với một cái ngoại cảnh mà mình chạy theo ngoại cảnh đấy, thì đấy là cái pháp hạ biệt. Hạ biệt là những cái gì mà nó có thể trói mình được, những cái gì mà ấy mà nó có thể nhấn chìm mình được. Giống như là mình đi xuống một cái dòng nước và mình bị cái nước đó nó cuốn trôi và mình không thể thoát ra được. Kể cái pháp đấy là pháp hạ biệt. Giống như là một cái người mà mình say mê một cái cảnh gì đó, mình say mê một cái và mình chạy theo cái cảnh đó và bị hút hồn theo những cái cảnh, theo những cái ngoại cảnh ở bên ngoài, thì lúc đấy là pháp hạ biệt. Cũng như pháp hạ biệt là nó nhấn chìm mình xuống dưới thấp, nhấn chìm mình xuống dưới cái sự thấp kém. Thì những cái pháp hạ nhiệt là những cái pháp mà bất thiện như là tham sân si, những cái phiền não ô nhiễm của mình nó khởi lên. Một cái người mà chạy theo những cái dục lạc của thế gian, rồi mình bị say sưa bởi những cái dục lạc, bị những cái dục lạc đấy nó cuốn, nó trói mình, hay là bị những cái dục lạc ấy nó nhấn chìm mình ở trong cái dòng sinh tử, thì đấy là những cái pháp hạ niệm. Cái pháp hạ niệm là một cái người mà mình hưởng thụ những cái dục lạc ở các cái giác quan. Khi mình mong cầu chạy theo những cái điều đó thì lúc đấy mình sẽ luôn bất mãn vì những cái điều đó, mình không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Mình mong cầu một rồi thì khi đạt được rồi thì mình lại mong cầu có hai, khi hai rồi thì mình mong có bốn, và khi nào mình chưa đạt được cái điều đó thì rất là sầu bi im não. Và nếu như ai mà đó đụng chạm đến những cái mà mình chấp thủ, mình cho là của mình, thì lúc đấy sân hận sẽ khởi lên. Thì cái điều thì những cái sân hận đấy sẽ là pháp hạ niệm. Khi mình hành động những cái hành động gì theo sự cái điều khiển của tâm sân này để thỏa mãn cái tâm sân này, thì sẽ tạo ra những cái nhân hạ niệm. Sau này mình sẽ phải chịu những cái nỗi khổ đau. Thì những cái pháp hạ biệt là những cái nhân mà nó sẽ cho những cái quả khổ đau ở tương lai. Vậy thì một cái người nào có cái người mà không có trí tuệ thì người ta không biết nhân mà cũng không biết quả, người ta không biết đây là nhân và đây là quả. Một cái người có trí tuệ mà biết được nhân và đây là nhân, đây là quả rồi, thì cái người đấy chắc chắn sẽ không có tạo những cái nhân khổ đau ở tương lai, mà người ta phải tạo những cái nhân an vui ở tương lai. Vậy thì một cái tâm mà không được học hỏi, tức là mình không được học những cái pháp cao thượng, không được học giáo pháp, thì cái tâm đấy sẽ là cái tâm hạ biệt. Cái tâm đấy mình không có biết phân biệt thiện ác chánh tà, thì cái tâm đấy cũng là cái vì mình không biết phân biệt thôi, mình có mới có những cái hành động hạ biệt. Hành động ở nơi thân, ở nơi lời nói và ở trong tâm ý, thì đấy là những cái pháp hạ nhiệt ở thế gian, tức là những cái việc nào mà nó có tội lỗi
thì đó là những cái pháp hạ nhiệt, vì nó phải để lại những cái khổ đau lâu dài cho tương lai. Một cái người mà sống buông lung, là buông lung là cái người mà những người đấy không có cái sự tu tập, những cái người mà gọi là lười biếng thì cũng được gọi là cái sống buông lung. Lười biếng là cái người đấy sẽ cứ ngủ cho đến khi thỏa thê, ăn cho đến thỏa thê nghỉ ngơi, sau đó thì sống theo cái cảm tính, theo cái ý thích của mình, vì nó cứ tung tăng chơi bời những cái pháp rất là tầm thường ở thế gian, hơn thua yêu ghét những cái chuyện là mà không có lợi lạc, tức là vì đó sẽ làm những cái việc mà không có lợi ích cho hiện tại và không có cái lợi ích cho tương lai. Cái người mà sống buông lung phóng túng, người buông lung là cái người mà không có cái sự thu thúc, tức là cái thân của cái người nào mà buông lung ấy, thì cái người đấy không có cái sự chân chánh, không có cái sự giữ gìn, tức là cái người đấy không có cái sự trang nghiêm tề chỉnh ở nơi thân, tức là cái người đấy sẽ buông lung phóng túng ở nơi thân. Thì cái sự buông lung phóng túng nó sẽ khiến cho mình đó làm những cái việc tội lỗi rất là dễ dàng. Cái người mà buông lung ở cái lời nói là cái vị đó không có cái sự thận trọng, không có cái sự giữ gìn ở trong cái lời nói, không có cái kiềm chế ở trong cái lời nói, thì vị đó sẽ tạo nên những cái tội lỗi, những cái lỗi lầm từ nơi lời nói. Những cái người mà buông lung cái tâm, tức là cái vị đó không có cái sự tu tập về tâm, như là giữ tâm ở trên một cái chánh niệm, là không có cái pháp gì để cho cái tâm nó tu tập, nó rèn luyện, là không có cái chánh niệm gì cả. Vậy thì cái tâm đó sẽ buông lung, khi mà buông lung thì nó sẽ suy nghĩ rất là nhiều những cái pháp xấu xa lỗi lầm, và từ đó cái tâm nó sẽ bất thiện, nó sẽ mạnh lên. Vậy thì cái người nào mà không buông lung thì cái người đấy có cái sự tu tập ở nơi tâm, thì bên đó phải chọn cho mình một cái pháp để tu tập, một cái pháp để tu tập mà phù hợp với cái tâm của mình. Cái tâm mà nó năng sanh thì cái vị đó phải tu tập một cái pháp gì đó để nó tịnh chỉ cái năng sanh hay nặng, bằng cái cách để chú tâm và định tâm trên một cái pháp thiền chỉ, vì đó phải tăng trưởng cái tâm mà sân thì vị đó phải thực hành thiền tâm từ, cái tâm mà tham đắm thì vị đó phải biết quán tu tập những cái pháp về cái bất tịnh để mà diệt trừ. Thì cái tâm của vị đó luôn luôn có cái chánh niệm, luôn luôn có cái sự tu tập như thế, thì cái người đó mới là người không buông lung. Người mà có thể chế ngự được thân với khẩu thì dễ, nhưng chế ngự được cái tâm thì khó. Vì vậy cho nên là khi mà đã chế ngự được tâm thì thân với khẩu thì cũng sẽ được chế ngự. Vậy nên một cái người nào mà không có thực tập cái thiền chỉ quán hàng ngày thì là cái người đó là đang sống buông lung, và sống buông lung là cái pháp sống hạ nhiệt và sẽ đi đến khổ đau. Thì cái người đấy không buông lung thì bắt buộc phải hành thiền hàng ngày để đạt, hay là cũng phải có một thời công phu. Chớ tin theo tà kiến, ở trên đời có rất là nhiều những cái pháp tà kiến. Những cái pháp tà kiến là những cái pháp mà nó không có đúng với sự thật, đúng với chân lý. Thế gian này ví dụ như là người ta tin tưởng rằng là đi cầu xin lễ bái cúng kiến đầu năm cuối năm dâng sao giải hạn tế lễ thần linh, mình sẽ được hưởng những cái phước này, mong cầu những cái điều đó mình sẽ đạt được, sẽ có người ban phước cho mình. Thì những cái điều tin tưởng như thế nó tràn ngập trên thế gian. Hay là có những cái người ta không có tin về nhân quả nghiệp báo, người ta thì cái đấy nó cũng là một trong những cái pháp tà kiến, là những cái tà kiến này. Thì trong tất cả những cái bất thiện ở trên đời, thì cái pháp tà kiến là cái pháp bất thiện là nguy hiểm nhất. Pháp tà kiến là hiểu sai sự thật, hiểu không đúng sự thật, đấy là cái pháp nguy hiểm nhất. Vì cái người mà có tà kiến mà cái người đó chấp thủ tà kiến, một cái người đó chỉ cần có một cái tà kiến, khởi lên một cái tà kiến và người ta cố chấp vào cái tà kiến, chấp thủ vào cái tà kiến đó, và cái tà kiến nó trở thành một cái pháp, một cái niềm tin kiên cố, tức là người ta có một cái niềm tin kiên cố vào một cái pháp sai trái. Ví dụ người ta có cái niềm tin kiên cố rằng là một cái người chết là hết, không có tương lai, thì đấy gọi là người ta chấp thủ tà kiến. Hay là một cái người ta có một cái niềm tin kiên cố rằng là
có những cái đấng thần linh sẽ là những cái người bảo vệ mình, ban phước lành cho mình. Người ta tin kiên cố vào cái điều đó, thì đó cũng là một cái pháp tà kiến. Và cái người mà chấp thủ vào những cái tà kiến, cái niềm tin sai trái đó mà nó trở nên cực đoan, nó trở nên rất là mạnh mẽ, thì cái người đấy sẽ đánh mất cái con đường giải thoát này. Thì giống như là một cái có những cái chúng sinh đánh mất cái những cái thân người, hay là đánh mất cái cơ hội được sinh về cõi này. Tức là có thể là có những cái chúng sinh sẽ phải chìm đắm ở trong cái trầm luân khổ hải, giống như là một cái con rùa mù mà thảo xuống dưới biển 1.000 năm mới nổi lên một lần. Và khi mà nó nổi lên, người ta thả con rùa với một cái cục gỗ có một cái lỗ nhỏ để cho con rùa nó có thể chui vào cái lỗ đấy. Nó hy hữu như thế nào thì một cái người mà có tà kiến, mà cái tà kiến đó sâu đậm, mà được sinh trở lại làm người thì nó cũng khó như thế. Thì trong tất cả những cái nguy hiểm lớn nhất ở trên đời chính là cái nguy hiểm về tà kiến. Cái người mà có tà kiến thì là cái người đấy, mình càng tiếp thu những cái tà kiến ở trên đời nhiều thì sẽ cái cơ hội mà mình để được giải thoát thì nó càng ít đi, mà cái khả năng mình sẽ chìm đắm người trong cái biển khổ trầm luôn sẽ rất là lớn. Một cái người mà tăng trưởng cái trần tục, chớ tăng trưởng tục trần. Trần tục có nghĩa là tăng trưởng những cái pháp thế gian. Như là cái người đấy mình sống theo những cái trần cảnh, tức là sống theo những cái pháp thế tục của thế gian để càng hơn những cái sự hưởng thụ về ngũ dục ở thế gian này, cho rằng hưởng thụ những cái dục trần mới là cái đời sống tốt đẹp ấy. Thì đấy là những cái tục trần. Một cái người mà sống ở trong cái cảnh tục trần này, mà sống ở trong cái cảnh trần, mình đắm nhiễm những cái cảnh trần đấy, thì cái người đấy sẽ bắt đầu sẽ bị đi xuống cái hạ liệt và khổ đau bất hạnh sẽ chờ đợi. Nhưng mà một cái người mà sống ở cái cảnh trần mà không đắm nhiễm đối với cái cảnh trần này, có đạt được cái sự vô nhiễm với cái cảnh trần đấy, thì cái người đấy bắt đầu đi đến cái sự cao thượng, thì sinh ở trên cuộc đời có cái thân năm uẩn, tức là đấy là cái tự ngã của mình. Thế thì từ cái tự ngã, từ cái bản ngã này, mình mà càng có cái sự tham đắm đối với cái bản ngã này, thì tất cả những cái hạn liệt, những cái pháp ô nhiễm nó sẽ sinh theo. Tức là một cái người nào đó mình quá là yêu cái bản ngã này, nhưng mà lại yêu một cái cách không có trí tuệ. Tức là mình nghĩ rằng là cái bản ngã này là quan trọng, và sau đó mình sẽ chỉ có thấy cái bản ngã ở cái trước mắt, mình không biết được quá khứ cái bản ngã của ta từ đâu mà đến, và tương lai chết nó sẽ đi về đâu. Đấy là cái người ngu si, sẽ không có thấy những cái pháp, những cái nhân ở quá khứ nó cho cái quả hiện tại, không thấy cái nhân ở hiện tại nó cho ra cái quả của tương lai. Thì cái người đấy sẽ chấp cái bản ngã ở trong hiện tại này, và cái người đấy sẽ chỉ chăm lo cho cái đời sống hiện tại này. Thì cái người đấy sẽ tạo ra những cái bất thiện, những cái nhân khổ đau, sẽ làm cho những cái đời sống tương lai của mình càng phải chịu nhiều cái bất hạnh khổ đau. Còn cái người mà có cái bản ngã này, nhưng mà cái người đó có cái trí tuệ, biết được cái nhân quả, hay là cái người đó có thể tu tập và thấy giác ngộ ra được cái vô ngã từ trong cái bản ngã này, mà vị đó có thể thấy đoạn trừ được những cái vô minh, tức là vị đó có thể tu tập những cái trí tuệ để diệt trừ cái vô minh, để diệt trừ được cái tham ái, diệt trừ được cái chấp thủ. Mà vào ngay cái bản ngã này thôi, thì cái vị đó sẽ đi đến cái sự cao thượng, đi đến cái sự tự tại giải thoát. Thì cái người mà muốn yêu quý cái tự ngã của mình, thì cái người đó
chỉ có một cái cách đó là tạo những cái phước lành để mình có thể những cái tương lai sau này mình có thể nương tựa vào những cái phước lành đấy, mình có cái sự an ổn, hay là vào một cái con đường tu tập để đi những cái giải thoát. Đó là mình thực hành thiền chỉ, thiền quán. Chỉ có hai cái cách đấy. Nếu một cái người mà mình không có thực hành thiền chỉ, thiền quán thì phải làm việc phước, thì những cái việc phước lành đấy sẽ có được cái sự an ổn về sau. Hoặc là một cái người đấy chuyên tâm thực hành thiền chỉ, thiền quán, thì cái người đấy có được cái trí tuệ giác ngộ, thì cái người đấy cũng sẽ được cái sự an ổn về sau. Còn trái lại là không có thực hành thiền chỉ quán, không biết làm phước, thì cái người đấy tăng trưởng chỉ biết hưởng thụ, sống buông lung theo cái trần cảnh, là cái người đấy sẽ gây nên những cái ác nghiệp, và sau này mình sẽ phải đọa lạc vào những cái cõi khổ đau tương lai. Di đà bồ tát. A di đà bồ tát.